Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô hai cách để thầy cô có thể tạo học liệu và giao bài cho học sinh trên olm.vn. Đầu tiên, các thầy cô cần có tài khoản giáo viên ở trên olm. Nếu chưa có tài khoản giáo viên thì thầy cô hãy đăng ký cho mình một tài khoản giáo viên ở trên olm. Hướng dẫn tôi sẽ để ở phía dưới bài viết này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các thầy cô hai cách để có thể tạo học liệu, tổ chức học liệu và giao bài cho học sinh. Thầy cô có thể nhấn vào lớp học. Trong phần lớp học sẽ có phần học liệu của tôi. Ở đây, khi nhấn vào học liệu của tôi sẽ hiện ra toàn bộ các học liệu mà tôi đã tạo. Đây cũng chính là cách đầu tiên mà thầy cô có thể tạo ra các dạng học liệu. Đó là thầy cô tạo ra ở trong kho học liệu của tôi. Cách thứ hai, thầy cô hãy nhìn vào khóa học mà tôi đang hiển thị ở đây. Đó là khóa học toán lớp 6. Thì thầy cô có thể thấy học liệu được sắp xếp một cách rất khoa học và có cấu trúc rõ ràng. Các bài, trong các bài thì có các học liệu là video, luyện tập, để kiểm tra, v.v. Như vậy, chúng ta có thể thấy được hai hình thức để tạo học liệu. Hình thức đầu tiên, thầy cô tạo học liệu trong kho học liệu của tôi. Đây là cách làm nhanh hơn. Nhưng để tạo học liệu một cách bài bản khoa học và có thể chỉnh sửa cập nhật dễ dàng thì chúng ta sẽ sử dụng hình thức là tạo khóa học. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các thầy cô thao tác cụ thể. Ở trong kho học liệu của tôi, thầy cô muốn tạo ra một học liệu mới, chỉ cần nhấn vào nút là tạo học liệu, tạo mới học liệu. Và thầy cô chọn ra học liệu tương ứng. Ví dụ như tôi muốn tạo ra một đề thi thông minh chẳng hạn, thì tôi sẽ nhấn vào đề thi thông minh. Và tôi nhập các tiêu đề, nhập các thông tin cần thiết. Và tôi nhấn là tạo học liệu. Các thao tác tạo ra các dạng học liệu cụ thể thì OLM đã có hướng dẫn chi tiết. Các thầy cô hãy tham khảo. Sau khi đã tạo xong học liệu là đề thi thử thì các thầy cô có thể thấy là đề này đã nằm ở trong kho học liệu của tôi. Và tôi hoàn toàn có thể giao đề này cho học sinh. Nhấn vào và nhấn giao bài, chọn lớp và nhấn giao bài. Ngoài ra thì cũng có thể có các hành động khác như là chỉnh sửa, xóa, chấm bài, nhân bản, chuyển học liệu này vào một khóa học cụ thể. Thì hai chức năng là nhân bản và chuyển vào khóa học là hai chức năng rất quan trọng. Tôi sẽ hướng dẫn ở phía sau của video này. Đó là hình thức đầu tiên, thầy cô tạo học liệu ở trong kho học liệu của tôi. Cách này rất nhanh, rất tiện. Nhưng để tổ chức học liệu một cách khoa học hơn thì các thầy cô nên tạo một khóa học và khóa học đó sẽ là nơi chứa các học liệu.